đưa cái bịch thế này ra. Từ 1:15 là bắt đầu ở nhà đi. Tức là nếu mà sợ rằng là đi muộn là cái kiểu là mình biết mọi năm là càng đi muộn thì là càng bí người, đông người, thì bác phải đi sớm thôi, đi quen là biết mà. Không, nói chung là bác đi nhiều rồi, thích thì mới đi. Hôm nay là đầu xuân, gọi là đi du xuân về đất chùa Hương để lễ Phật, trước cầu cho quốc thái dân an, sau nữa là cầu cho toàn bộ gia đình luôn có một sức khỏe để làm ăn tốt. Tôi đi lần này là năm ngoái về, lần này là lần thứ 7 ạ. Năm nay lễ hội chùa Hương là một lễ hội có thể nói là tràn đầy không khí xuân, để tổ chức một mùa xuân hội, một mùa hội và ngày khai hội trang trọng như thế này. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cùng với nhà chùa chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo cho công tác khai hội đầu xuân mà sớm nhất của cả nước là vào ngày 6 tháng Giêng. Năm nay cũng là có cái vinh dự là được kỷ niệm 60 năm ngày Hồ Chủ tịch về thăm chùa Hương vào ngày 19 tháng 5, và cũng là vinh dự được đón nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhân dịp xuân hội Mậu Tuất 2018. Thay mặt cho chư tăng tổ đình Tùng Lâm Hương Tích và ban tổ chức lễ hội chùa Hương, xin khánh chúc chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử thiện tín, du khách thập phương về chảy hội với một mùa xuân an lạc đại cát. Chỉ xin bốn chữ là cộng sinh đại cát để chúc toàn thể du khách chào đón năm Mậu Tuất xuân 2018. A Di Đà Phật.